mặc y phục. Vì người mặc cho con hồng ân cứu độ, tròn cho con đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Isaia chương 61 câu 10. Đang khi mặc y phục, chúng ta hãy đọc đoạn lời Chúa có phần điểu trích trong sách ngôn sứ Isaia trên đây để ý thức là mình đang mặc y phục. Chúng ta chú tâm vào việc mặc y phục cho đàng hoàng, cho ngay ngắn, cho y phục xứng kỳ đức, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Điều này có nghĩa là chúng ta cần ăn mặc cho nghiêm chỉnh, sạch đẹp, chứ không cầu kỳ, xa hoa, diêm dúa, cũng không cũ kỹ, rách nát hay bẩn thỉu. Còn ai sửa soạn cẩn thận và kỹ càng như chàng rể, cô dâu trong đám tiệc, sửa soạn để cho mình đẹp, đẹp với khách khứa và nhất là đẹp cho người yêu, cho hôn phu, hôn thê của mình. Chúng ta mặc y phục với ý thức mình làm đẹp cho mọi người, vì hết thảy đều là người ta thương mến và kính trọng. Chúng ta mặc y phục với một tâm hồn vui tươi như sắp đi dự tiệc cưới vậy. Thế nhưng, vẻ đẹp hơn hết và niềm vui khôn xiết chính là vẻ đẹp tâm hồn và niềm vui trong lòng mà chính Chúa sẽ tặng ban cho chúng ta. Vì người mặc cho con hồng ân cứu độ, choàng cho con đức chính trực công minh. Có y phục Chúa mặc cho là hồng ân cứu độ và sự công chính. Đối với người Do Thái xưa, có nghĩa là họ được loan báo trở thành dân tư tế của Thiên Chúa và họ sẽ được nhận biết giữa các dân tộc như là một dân được Thiên Chúa chúc phúc. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Thánh Vịnh 132. Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Vâng, họ sẽ có niềm vui khôn tả như qua miêu tả vì niềm vui của hôn lễ mà cô dâu chú rể được mặc lấy ơn cứu độ và đức chính trực công minh. Như vậy, trong khi mặc y phục, chúng ta hướng mình tới niềm vui và vẻ đẹp ấy, lo cho mình được cứu độ, lo cho mình sống chính trực công minh. Đó mới là y phục xinh đẹp nhất và cần thiết nhất. Lo cho mình được cứu độ có nghĩa là tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, là tin vào Chúa Giêsu, là gắn bó đời mình với Chúa Giêsu, là dìm đời mình trong Chúa Giêsu, là trông đợi và hy vọng vào Người đấng cứu độ của chúng ta. Càng ý thức mình được ơn cứu độ, chúng ta sẽ càng có niềm hỷ hoan vui sướng. Đối với chúng ta, có thể là một chút thôi, nhưng mẹ Maria đã cảm nhận được toàn vẹn. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và đây, Thánh Phêrô cũng gợi lên cho chúng ta thấy, anh em yêu mến người tuy không thấy, chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Cũng vậy, anh em được trang chứa niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, vì đã nhận được thành quả của đức tin anh em là ơn cứu độ con người. Quả thực, còn niềm vui nào hơn niềm vui ơn cứu độ, niềm vui được Thiên Chúa giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Trong Thánh Tử, chúng ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, niềm vui vì Chúa đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của Người đối với chúng ta. Niềm vui vì Chúa sẽ ban cho chúng ta phúc trường sinh bất tử, cho chúng ta được hưởng vinh quang muôn đời. Chúng ta ý thức khi mặc y phục là Thiên Chúa đang choàng cho chúng ta đức chính trực công minh. Quả thật, chính Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nên công chính, chứ chúng ta không thể nên công chính tự sức mình. Nếu người công chính sống nhờ đức tin thì chính Ngài đã ban đức tin cho chúng ta. Nếu chúng ta khát khao sống cuộc đời chính trực thì đó là điều hạnh phúc và Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được chỉ phí tội lòng. Như vậy, sống công chính là khao khát điều công minh chính trực.
Sống công chính là tin vào Thiên Chúa. Lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa, kể cả là công chính. Đó là điều vua David nói đến khi ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính mà không xét đến việc làm. Ở đây, Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin thôi. Còn không làm không có nghĩa là hoàn toàn thụ động. Nó chỉ có ý xét về mặt pháp lý. Việc làm chẳng có giá trị gì đáng đội ơn của Thiên Chúa cả. Bởi vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chẳng có mâu thuẫn gì với những điều vừa trình bày ở trên. Cho nên sống công chính cũng cần phải hành động nữa. Lời của Thánh Gia-cô-bê sẽ giải thích cho chúng ta. Ông Abraham, tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hứa dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Bà Ra-kháp, người gái điếm cũng vậy, há chẳng phải nhờ hành động mà được nên công chính vì đã đón tiếp sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Vậy thì chúng ta quay về với Thánh Vịnh 111. Ở đó chúng ta sẽ tìm được cách sống công chính cụ thể và chân dung của người công chính như thế nào. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Kẻ túng nghèo họ rộng tay làm phúc, đức công chính họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. Thánh ca Isaiah cho chúng ta biết về con đường công chính. Kẻ theo đường chính trực, hằng an nói thẳng ngay, của chiếm đoạt không màng, tay xu hòa hối lộ. Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe, việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn. Chúng ta kết thúc phần này với lời nguyện dựa theo Thánh Vịnh 111. Lạy Chúa, Chúa luôn đổ phúc lành cho những kẻ làm theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con hằng an tâm tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi thế gian. Xin dạy chúng con noi gương Chúa mà giữ đức nhân hậu từ bi, sống cuộc đời ngay thẳng, để khi Chúa ngự đến xét xử loài người, chúng con được chung phần vinh hiển với Đức Kitô. Tạ ơn Chúa.